Răng Sư Tử dày 900 trang, nội dung nói về cuộc chiến điệp báo, cuộc đọ sức thầm lặng không tiếng súng giữa những cơ quan đặc biệt của các cường quốc Mỹ, Anh, Liên Xô cũ, cả trước, trong và sau chiến tranh lạnh. Chân dung cuộc chiến điệp báo sinh tử này được phác họa thông qua những con người cụ thể, những sự kiện có thật. Cuốn sách Răng Sư Tử được tác giả Yên Ba biên soạn và tham khảo trong 3 năm. Từ những nhân vật cụ thể, những sự kiện có thật, tác giả đã tổng hợp sâu chuỗi, gắn kết các hành động của điệp viên trong bối cảnh cụ thể, tìm mối liên kết giữa các điệp vụ, so sánh đối chiếu với các nguồn tư liệu tham khảo để hình thành một cuốn sách biên khảo phi hư cấu mang tên Răng Sư Tử. Bên cạnh tọa đàm trao đổi quanh cuốn sách Răng Sư Tử, tác giả Yên Ba cũng mang tới bộ sưu tập sách trinh thám chính trị của ông, giúp người yêu sách hiểu thêm về lịch sử tiếp nhận dòng sách này tại Việt Nam.